trình tiến vào trong bản bướt, một cái bản của người đồng bào ở đây. Nói chung là cái bản này thấy người ta nói đến là bản phong thủy hữu tình, từ người đến chó cũng thân thiện. Cùng đi vào để trải nghiệm cái bản này xem như nào. Wow, dốc ở đây nó cũng khá là dốc. Wow, cảnh khá đẹp. Nhưng mà bản này nhìn nó cũng xanh mướt luôn à. Thì phía trên kìa, xanh mướt. Đang tiến vào bên trong của bản bướt. Bắt đầu đi qua cái bản bướt rồi. Đi vào đi thác Bằng Đông. Ở trong ngoài có cái thác Bằng Đông, tí nữa mình sẽ khám phá sau. Đây mình đang đi một vòng cái bản bướt này, xem là cái địa hình địa thế ở khu vực này nó sẽ như thế nào. Đây hình như khu vực này vẫn là nằm ở trong một cái thung lũng thôi, nhưng mà đến cái bản này mình thấy nó cũng không bị bê tông hóa, phong thủy hữu tình thật. Đây là điểm trung tâm, đây là điểm trường. Điểm trường lúc nào ở khu vực điểm trường nó cũng là trung tâm của một cái bản, một cái xã nào đấy. Có một cái bãi cỏ dành cho người đồng bào để đá bóng à. Thác cái bơi được mà. Khá đẹp à. Bóng đá nữ luôn này. Bóng đá nữ bản bướt. Mình đang quay lại cái gọi là thác Háng Đồng để đi vào trong thác Háng Đồng xem như thế nào nào. Khu vực này thác Bằng Đông. Đi vào đây xem như nào. Đi vào tham quan cái thác Bằng Đông này. Chú ạ. Em và anh. Bắt đầu tiến vào bên trong để ai ạ? Yeah. Để vào cái thác Bằng Đông, khu vực canh tác hữu cơ đồng luông. Wow, cảnh ở đây đẹp quá. Mình đang đi qua một cánh đồng lúa nằm ở giữa thung lũng này luôn. Đẹp quá. Cái chỗ đoạn này cũng đẹp à. Wow, xanh ngắt luôn. Bản bướt này đẹp quá. Không chỉ hữu tình đấy. Đông. Đây là đường vào thác Bằng Đông. Quản lý bản bướt. Đây là đường vào thác Bằng Đông. Đường vào thác Bằng Đông. Thác Bằng Đông ở trong này thôi. Đường vào thác Bằng Đông. Wow. Nhưng mà cảnh vật ở đây nó cũng khá là tuyệt vời. Theo mình đánh giá thế, thiên nhiên còn khá hoang sơ. Không biết đường này có vào được thác không. Wow, đây đi qua một ruộng ngô. Chắc là đây đường này vào thác Bằng Đông ấy, mình cũng chưa đi bao giờ. À đây, nhìn thấy nước rồi. Có nước.
chắc là đường này vào đấy. Đây rồi, đã vào nơi rồi. À, mình vào gần đến chân thác rồi. Đường này phải đường vào thác Bằng Đông này hỏi ấy mà. Chắc đúng rồi, nó chỉ có một đường thôi mà. Thác Bằng Đông khiếp quá, đưa vào khiếp quá. Ơ à. À thế à, mình đã đến nơi rồi. Ở đây còn có hai cái thác đúng không anh? Có một cái thác không? Hai bến chơi đúng không? Hai chơi. Được đấy. Họ bắt đầu đi xuống suối Bằng Đông. Bà con đồng bào đây tắm ở đây rất đông. Nhờ phát anh nhá. À, bắt đầu đi qua suối Bằng Đông. Đông. Mọi người đang ở trước mặt rồi. Mình đang tiến vào trong. Gọi là suối Bằng Đông. À, suối Bằng Đông này là thuộc về Bản Bước nhá, Bản Bước suối Bằng Đông. Nghe nói là suối ở đây cũng khá là trong và khá là đẹp. Đây có một cái làng này. Đấy. Đấy. Thế là mình đã đến suối Bằng Đông, à, thác Bằng Đông chứ. Nhưng mà mình chưa nhìn thác đâu, nhưng mà mình nhìn thấy cái suối ở đây là cũng khá là đẹp. Khá đẹp đấy. Cũng khá là tuyệt vời. Ra đi. Thôi đi anh em, thôi đi. Thôi mọi người chơi nhá. Cảm ơn anh nhá. Cảm ơn anh nhá. Ok. Cảm ơn anh. Bắt tay rồi. Ok anh. Mình hỏi là anh ra dẫn ra tận đây luôn. Đây sau bao nhiêu mét em ơi? 5 mét đúng không anh ạ? Nhảy được đúng không? Này không thể lấy đâu. Kéo ra. Kéo nó vào ơi. Kéo ra đi. À, một chút nữa sẽ trải nghiệm thử nha. Để thêm ma đứa đi thì đỡ. Từ từ. Cảnh đẹp không? Thác đây khá là tuyệt vời. Cảnh. Cảnh nói chung là cũng khá là đẹp. Anh thì thấy không? Cảnh khá tuyệt vời. Ngó
ngõ một vòng đi. Sau khi đi qua những cái ruộng lúa và những cái ruộng ngô rất đẹp thì mình đã tìm thấy cái thác Bằng Đông. Thác ở đây thì cũng khá là nhỏ. Mình thì mình nghĩ là đây nó chỉ là một con suối thôi. Nhưng được cái là cái phong cảnh của nó cũng khá là đẹp. Nước thì rất là trong. Và quan trọng nhất là mình thấy là cái con thác này vẫn giữ được cái nét hoang sơ cần thiết. Được ngâm mình trong cái làn nước trong vắt mà mát lạnh của cái thác Bằng Đông này, nó như xua tan đi tất cả những mệt mỏi và sự oi bức của cái nắng nóng gần 40 độ C của mùa hè khu vực miền Bắc Việt Nam. Vì mình đến đây vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5 nên những cái ruộng lúa và ruộng ngô ở đây bà con đã chuẩn bị xong hết cho một cái vụ lúa mới. Nên khi di chuyển vào cái thác Bằng Đông này, mình đã đi qua những cái ruộng lúa và những cái ruộng ngô xanh rì, thẳng tắp, ẩn hiện ngay bên trong những cái cánh đồng lúa xanh rì như vậy, là một thác Bằng Đông hiện ra như một ốc đảo xanh ngắt. Nơi đây cũng là nơi để bà con bản mướt được tắm rửa sau một ngày làm việc mệt mỏi. Một thác nước mát lạnh nằm giữa một lũng triềng yên xanh ngắt, thác Bằng Đông, nơi có thể xua tan đi cái nóng oi bức của mùa hè. Và quan trọng nhất, nơi đây vẫn còn giữ được những cái nét hoang sơ tự nhiên nhất, phù hợp cho những người muốn hòa mình vào với thiên nhiên tuyệt vời ở nơi đây.